500 à. Dạ, cảm ơn nha, hẹn gặp lại. Rảnh ghé nha chị. Cảm ơn em. Cảm ơn hai chị. Dạ. Mệt dữ à, hôm nay đau mứa. Ê, dạ. Hơn như vậy mình phải làm gì đi ta? Mua vé số. Ơi, lâu lại vậy. Mua vé giùm con mấy tờ vé số đi, sắp dạ. tới giờ rồi. Cái gì vậy cô Tin? Lần nào con cũng vậy, cứ chờ sát giờ sổ số con mới chạy đôn chạy đáo chứ bình thường có làm gì. Ủa, đó là một người đúng giờ nhất mà cậu. Cậu biết bình thường có làm gì không? Gì? Nó đâu đi bán vé số đâu, nó tấp hết chỗ này quán này tới quán kia, nó tấp hết nhà này tới nhà nọ, nó ngồi nó nói chuyện, cái tới giờ cái nó hớt hớt hả, nó chạy kêu Tin mua vé số gì đó. Mua vé giùm con đi mà. Không có mua đâu. Không mua đâu, đi về đi. Dạ biết chiêu mày rồi, đi đi. Thôi thôi thôi, vô đây cậu mua. Vậy. Cậu mua. Dạ dạ cậu mua. Đây nè. Dạ, con đưa cho mấy anh chị trong tiệm á, mấy cô chú mỗi người một tấm đi, nhưng mà chọn mỗi người một số khác nhau. Mỗi một cho nó hồi hộp. Hiểu không? Dạ dạ. Nhưng mà ai trả tiền nha? Dạ, em mua là em trả tiền. Dạ dạ dạ, con cảm ơn cậu. Cậu cũng không làm từ thiện chứ thiệt. Thôi mà. Mới cái bé con trai. Mời con. Chị có lấy không? Cảm ơn anh. Hồi nãy chị chửi quá trời, chị đuổi em về mà giờ chị lấy, chị không biết em có cười như mặt chị không? Trời ơi, lấy đại đi chị ơi, ai mà cười. Ừ, cảm ơn em. Chừng nào em ra ngoài em đồn, tao mới cười chị. Thôi mà, nó nói giỡn thôi chứ tờ giấy số mà đâu có gì lớn lao đâu ha. Đúng rồi. Đố mọi người, em mà trúng tờ giấy số này em sẽ làm gì? Làm gì? Hả? Cưới chồng ha. Hả? Cái gì kỳ vậy? Sao không phải là chồng cưới chề? À lộn. Chồng cưới chị. Cưới chề là cưới ai? Sao phải là chồng cưới chị mà chị đi lấy chồng vậy? Cưới chồng vậy? Ủa mắc cười quá, bây giờ mình có một cọc tiền nè. Mình đi cưới chồng, mình muốn cưới thằng nào mình cưới. Cái đó mình sẽ thiết thực hơn đúng không? À, tại mình... sở thích của chị là nuôi trai mà em. Nè Lai, dạ? Sở thích con nuôi trai hả? Dạ. Nuôi Tin đi. Ơi. À, thôi thôi con đi trải số nha, tới giờ rồi. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi. Trúng số, trúng số, trúng số. Tên, cái gì vậy? Cái gì ơi, cậu ơi, ngưng gọi đầu ra đây, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Gọi, nhắn gọi. Nhắn gọi, nhắn gọi. Trúng số, trúng số. Ê, cái gì? Cái gì trúng số? Tất cả bình tĩnh, yên lặng, yên lặng. Tên. Đừng, em đừng chỉ chị. Em mà nói chị trúng số một cái chị xíu liền đó Tên. Ê. Không lẽ bây giờ trời kêu một cái con Lai nó dạ cái đùng cái nó xỉu liền hả trời? Lai! Dạ! Trời ơi! Nó trúng số! Mình đã chết rồi! Vậy mình lấy tiền đó mình xài đi! Ai mới phát ngôn một câu gì mà cứ hết sức bậy bạ? Chị! Bậy! Chị rảnh đúng không? Rảnh! Chạy ra ngoài chợ! Chạy ra ngoài chợ mua giùm em một tấn gạo! Bây giờ chị chia ra nha! Mỗi một bao là 10kg! Để phát từ thiện nha chị. Anh chạy lại đại lý nước mắm nước tương đó, mua giùm em 1000 chai nước mắm, 1000 chai nước tương. Đúng rồi, về mình phát chung với gạo. Cậu chạy ra ngoài, cậu làm giùm con một cái bảng là ở đây có phát từ thiện 1000 phần quà nha cậu. Nha cậu. Vậy em đi thông báo cho mình. Thôi, mình đóng cái cửa tiệm này lại, mình ăn tiệc 3 ngày 3 đêm luôn. Còn bốn nhà sống vậy đây hát sập sình tóc trong nhà luôn nha cậu. Trời ơi, hai tỷ mà mình phát từ thiện vậy là bao nhiêu tiền? Con nhắm có đủ tiền không? Rồi nhiêu đó, khoảng 200 triệu là cùng. Mà cũng có 2 tỷ rồi, con còn 180 triệu thôi. Trời, con xài sao hết? Còn 1 tỷ 8. Một tỷ tám hả? Trời ơi, con khùng quá, bấn loạn rồi. Con còn 1 tỷ 8 là bây giờ con đi lấy chồng, con cho chồng con 800 triệu. Ôi, cho con còn 1 tỷ đó. 1 tỷ con làm cái gì đây? Sửa thần kinh á. Sửa thần kinh bao nhiêu tiền cậu? Chắc tỷ 2 á mày. Lại con lỗ rồi cậu. Lại con lỗ rồi. Bây giờ phải bình tĩnh lại nè. Trời đất ơi. Nghe nè, Tiến ơi, chị trúng bao nhiêu? Chị trúng, khoan, chị trúng đúng không? Bây giờ nè. Đúng rồi, chị trúng, em là em nhớ từng con số một mà. Chắc chắn là chị trúng đúng không? Trời ơi, tờ giấy số hồi chiều mà chị đổi với em đó, chị nhớ không? Nhớ. Em nhớ từng số một chị trúng lắm. Trời ơi, hên là tao đổi với mày, tao trúng không ấy, mày trúng rồi. Bao nhiêu? Không có nhiều, 10 triệu à. Hả? Ủa? Trời, chị trúng. Cái gì vậy? Xỉu. Ủa sao nó dễ xỉu vậy ta? Lai. Thôi kệ, nó xỉu rồi, đi đặt gạo. Dạ dạ, con đợi bao nhiêu nha. Hả? 10 triệu cũng không phải là con số nhỏ. Thôi này, mọi người bình tĩnh. Đừng ai manh động hết. Mọi người rảnh ở nhà giùm con nha. Bây giờ mình cũng không đóng cửa tiệm, mình cũng không mướn nhạc sống về hát nha. Bây giờ cái vụ phát từ thiện là coi như bỏ nha. Tại 10 triệu là con không đủ tiền để bù lỗ. Bây giờ chị đi mua gạo. Không, bây giờ được rồi. Chị đi mua gạo. Chị chạy ra chợ chị mua 10 ký gạo về cho nhà mình ăn thôi nha chị. Nhưng mà rồi anh có đi mua nước tương cho em không? Anh mua một chai nước tương, một chai nước mắm về mình ăn cơm được rồi anh. Anh cậu khỏi lên cái bảng đó nghe cậu để cái bảng ở trước cửa giùm con là vẫn buôn bán làm ăn bình thường nghe cậu. Có cần em đi đồn không? Khỏi đồn em. Nè bây giờ chị Ủa? Cái gì? Ủa nhưng cái tờ giấy số hồi chiều Tin đưa con bỏ đâu rồi? Ủa? Tờ giấy số đâu? Ủa? Tờ giấy số đâu? Con nghĩ nó đâu phải là giấy số trúng đâu, con tưởng nó là một
tờ giấy vụn con vụt nó mất tiêu rồi. Trời ơi, em cầm mà. Ê, thôi rồi, nghe cậu, bây giờ phải bình tĩnh nè. Bây giờ tụi mình túa ra đi, đi tìm tờ giấy số đó cho nó, hiểu không? Nhưng mà ai tìm được người đó lấy 10 triệu. Ủa cậu. Gì con? Ben mà có tới đây kiếm con á, còn nó con không có nhà nha cậu. Ủa Ben là ai? Ben là Ben Ben đó. Trời, tên lạ quá kìa, ai hả? Ben là người yêu của con hay kể cậu nghe đó, quên hả? À, Ben người yêu của con á. Dạ đúng rồi, Ben mà có tới đây nó con không có nhà, không có cửa tiệm nữa cậu. Ủa, nhưng mà tại sao nói không có con đây? Cậu biết sao không? Tại vì bây giờ á, con đường sự nghiệp của con tự nhiên nó sáng chói rồi cậu. Nó tưng bừng dữ lắm rồi. Ê, bây giờ bộ con chuyển qua làm ở công ty bóng đèn hay sao mà con đường sự nghiệp sáng chói vậy? Tại vì không à, cậu không biết gì chứ. Vậy con á, sắp dấn thân vào showbiz rồi, con sắp trở thành một ngôi sao lấp lánh trên cái màn bạc rồi, cho nên là bây giờ á, con muốn chặn cái đường tình duyên lại. Con sắp bước vào showbiz hả? Dạ đúng rồi cậu. Con có biết bước vào con đường nó không có dễ đâu nha, phải có người đỡ đầu nè, phải có người dạy dỗ dẫn dắt mình chứ. Con có không? Có. Ở đâu ra? Trên Facebook. Là sao? Thôi, người ta tự tìm tới con luôn á. Thôi, người ta tự vô nhắn tin cho con, người ta tìm tới con, người ta muốn ăn xê con. Người ta có nói người ta làm xê con thành gì không? Ca sĩ. Ca sĩ? Dạ. Hát thử câu cậu nghe coi. Chuyện tình tay ba đã khổ đau, giờ tay bốn làm sao, nước mắt chan hòa cùng nỗi đau. Chẳng lẽ anh đem quà tim thì làm tự... Cậu mà có cái tay năm là cậu bóp cổ con á. Trời, mẹ hát như quỷ vậy mà sao làm ca sĩ. Thôi, cái giọng của nó hay luôn á cậu. Rồi, hay lắm. Thôi nè ca sĩ, ở đây coi tiệm giùm cậu nghe. Đó, rồi khi nào cậu rảnh cậu ra tranh thủ luyện giọng hát đi nha. Rồi. Không, không dám đâu cậu. Trời, chừng nào có khách tới con mới hát chứ. Đừng, khách tới mà con hát là khách bỏ đi luôn hả con nha. Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Lolita Kim Lai không vậy? Anh à. Xin lỗi, lộn rồi, ở đây không ai Lolita hết trơn. Có. Con mới đổi nghề danh, con là Lolita. Con Lolita. Dạ. Dạ, tự giới thiệu, tôi là nhạc sĩ Nắng Chiều. À, cái tên nghe tắt nắng ghê ha. Dạ. Anh Chiều trên Facebook đó cậu. Mời... là người quản lý của con hả? Dạ, đây cậu em hả? Dạ mời anh Chiều ngồi, đây là cậu Khôi của em. Sẵn nay tới đây nè, đem cái bản mà coi như là bản phối nhạc mới cho em đó. Đó đúng rồi, bản phối hay lắm cậu. Sĩ, dạ. Tôi là cậu của nó. Dạ. Ô, cậu, chào cậu. Nãy giờ không thấy chào cậu bắt tay cái coi. Cảm ơn nhạc sĩ đã có nhã ý lăn xê cháu tôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi á, dạ, là để lăn xê nó thì nhạc sĩ đã lên kế hoạch chưa, rồi bắt đầu từ đâu? Dạ, coi như là công ty của con đó cậu, là coi như là lập ra nguyên một cái đường dây lăn xê cho em luôn. Trời đó, đường dây lăn xê quốc tế luôn, lăn xê từ đây mà lăn qua coi như nước ngoài, lăn lộn ra ngoài biển, lăn vòng vô luôn đó cậu. Rồi chuyện nào mới xê về? Là lăn coi như là cũng vài năm là xê được về đó. Lăn khi nào mà bê xe bớt thì đi về thôi cậu. Nó bật lên là sẽ nổi tiếng. Đó. Nhưng mà mình đầu từ đâu? Bắt đầu từ có chung là em là phải coi như là chụp ảnh. Chụp ảnh. Đúng rồi, mình phải làm những cái bộ ảnh đó cậu. Ca sĩ cái bộ người mẫu thì chụp ảnh. Không, ca sĩ kết hợp người mẫu luôn là dạ. Là coi như là tuột đồ ra hết, chụp nuôi chụp nút rồi này nọ để đăng lên mạng vậy đó. Tại sao phải làm như vậy? Dạ, điều đầu tiên mà mình muốn nổi tiếng là mình phải có cái sự ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng, người ta phải chú ý tới mình. Nhưng mà làm kiểu đó người ta chửi cho đó chứ. Dạ, cái đó là trái chiều thôi. Cái đó là trái chiều, nhưng mà từ từ mình sẽ đi thuận chiều lên mình mới nổi, hiểu không? Càng chửi nhiều mình càng hot. Đường đó, hợp lý cậu. Đúng không? Hợp lý cái gì? Đó. Nghe câu hỏi nè. Rồi tiếp theo, bước thứ hai là làm gì? Dạ, bước thứ hai đó là cho em tới các cái viện dưỡng lão nè, các cái nhà thiếu nhi rồi này nọ đó. Chị... Em hát coi như là rối neuron não của người già, coi như là bại não của trẻ em, tạo thành các bài báo mới. Được cậu, hợp lý luôn cậu. Đó, rồi còn chưa kể nha, coi như là cho em là coi như là ra ngoài đường đó, coi như là đánh đập người già, rồi đánh đập người đi đường rồi này nọ nè. Coi như báo đăng chụp hình anh tới là hợp báo rồi này nọ, trong hợp báo luôn là sẽ cho coi như là người ta ập lên, người ta nói là em giật chồng người này, giật chồng người kia, tùm lum tùm la hết. Là lúc hợp báo là người ta ập lên, người ta có đánh em không anh? Tôi đánh cào nát mặt luôn em. Trời ơi. Rồi vậy nó có thể sống qua cái hợp báo đó không? Đó, coi như là nếu như mà sống được đó thì mình sẽ lên mà là một cái bài là Kim Lai, Lolita Kim Lai đã vượt bão dư luận phá nát gia đình người ta. Ê, còn nếu mà không sống được đó, chắc là lên bàn thờ hả? Đó. Rồi người ta phong nghệ danh nó không? Có chứ, trời, có nickname đàng hoàng luôn là công chúa thủy sản. Hả? Ủa, người ta có công chúa thủy tề mà nó
nó hát là con bé này hát cái giọng hay lắm, hát điêu đứng luôn mà, coi như hát mà hát trên bờ sông mà tôm cá nhả anh bờ hết mà vậy là đạch mà. Ôi, đừng có cậu. Cậu thấy hợp lý không? Chứ con là cậu thấy hợp lý cái đường sự nghiệp con lại trong trên lắc lại. Em làm gì ở ngoài chợ người ta đồn em hại chúng 10 tỷ dữ vậy? Ê, em chúng có 10 triệu mà. Ai vậy? Ê, bé, người yêu con. Ủa vậy hả? Trời ơi, mày đâu tự nhiên tràn vô bậy bạ vậy, nói kia Lolita Kim Lại trúng 10 triệu. Giả tét miệng hay chưa? Ở trên mạng bây giờ là coi như chúng sanh ta rồi đua nhau ta đồn rần rần là Kim Lại là trúng 100 mấy chục tỷ. 100 mấy chục tỷ? Đúng rồi. Ở đâu ra? Trời ơi, em trúng có 10 triệu hả? Cái vé số đó là tôi cho nó đó. Đó, và nó trúng, đúng rồi, 10 triệu. 10 triệu? Có 10 triệu hả? 10 triệu Việt Nam đồng. 10 triệu đó. Ủa, gia đình đùa không có mặn mòi lắm á, đùa không có vui á. Không, thiệt. Khoan, nhưng mà không phải. Ủa, sao anh biết em trúng số vậy? Trời đất ơi, bây giờ, từ bữa giờ coi như dân mạng ngoài chợ người ta đồn em rầm rầm luôn, anh mới tràn tới nhà đây nè trời. Trời đất ơi, bị khùng quá, tôi giết trúng 10 triệu. Tức là nghe nhỏ trúng là 100 tỷ là mới tới để lăng xê đó đúng không? Không phải, anh bình tĩnh đi. Em có 10 triệu thôi nhưng mà anh lăng xê em đi. Em mà nổi tiếng giống như những cái gì mà anh vạch ra, những cái gì mà nãy giờ anh banh ra nói đó, là em mình nổi tiếng được như vậy em sẽ kiếm được mấy chục tỷ luôn á. Thôi đi bà. Bà quên đi, trời ơi trời, nghĩ sao vậy, có 10 triệu hà làm tôi lăng xê làm sao mà được. Bữa giờ á, anh có tin không là con bé này nó gửi cái voice chat của nó qua Facebook cho em nghe đó anh. Em hỏi mà ngập cái điện thoại hư, điện thoại 6 triệu mấy của em luôn đó. Em mới tràn xuống đây nè, em kiếm mớ chat nào được mớ chat đó. Nghĩ sao vậy bà trúng. Vậy giờ còn ý định lăng xê nó không? Còn chụp hình giường ổi rồi còn đưa ra chạy hờn rồi còn là các loại không? Hết rồi Nhật mới nhớ. Ôi đau buồn quá. Ôi chết rồi, lỗ biết bao nhiêu là tiền đi rồi. Xuống đây rồi. Còn như vậy là xong đúng không? Dạ. Hết rồi đúng không? Dạ. Rồi tiễn dâm ra khỏi tiệm. Anh đừng đuổi. Ủa, em đừng anh đi về. Ủa như là anh không lăng xê em nữa hả anh? Rồi lăng xê bà, có con khỉ móc quá bà hát dở như quỷ rồi lăng xê. Vậy mà chưa sáng nữa hả con? Đi về. Có nghe là từ từ hả, đuổi cho em ngồi thiền yoga đi được không? Chi vậy? Anh nhuộm tóc cho em đi, bữa giờ em nghỉ kế em lăng xê cho nó mà bạc đầu luôn đó anh. Tao mệt cái đứa. Đứng lên, đi về. Để lên, đi. Đà Lạt ơi.